Trận đấu trường thứ 3 của lâu đài Megati kỳ 151 là một trận đôi giữa hai đôi là tiến trọng của đội Ngựa Hoang và Trung Cường. Trung Cường một bên. Trận đấu sẽ đấu theo thể thức đấu trường 7 set. Hey, Wyman!
Kết thúc xe đầu 12-10 cho đôi Tiến Trọng. Nhà là sát thứ hai của trận đấu trường thứ ba đôi đài kỳ 151 giữa cặp đôi Tiến Trọng và Trung Cường. Xét một, Tiến Trọng đã dẫn trước 1-0. Xét hai, không đều. Không hai. Quả flick trong bàn rất tốt của Tiến. 1-2. Và trận bóng quá ngắn. 3-1. Bóng bôn 2-5. Đổi cho bóng 6-2. Quá hay, dần rất tốt của Trung. 3-7. Bạn.
và 11-7. Như vậy sau hai trận đấu hai bên đã cân bằng tỷ số một đều. Set thứ ba. Cầu này thì bên Trọng Tiến là ưu thế hơn. Cầu vừa rồi thì là cầu như set 2 thì bên Trung Cường ưu thế hơn. Cầu này tức là cầu Tiến đỡ bóng của Cường, Trọng đỡ bóng của Trung. Hai đều. Hai bên đã bắt đầu bắt nhịp ở trận đấu cho nên có nhiều những pha bóng qua lại khá là đẹp hơn lúc ban đầu rồi. Quá. Đòn bên Trọng Tiến thì ưu thế là đòn tấn công rất là mạnh. Bên Trung Cường phải khai thác được cái ưu thế là khéo léo về điểm rơi. Ba đều. Ủa, bay ngay tầm tay. Và 11-6. Kết thúc set 3 tỷ số là 11-6. Như vậy tạm thời là 2-1 nghiêng về cho đôi Tiến Trọng. Set thứ 4 của trận đấu trường thứ 3 kỳ 151 giữa cặp đôi Trung Cường là đôi Tiến Trọng. Tỷ số lớn đang là 2-1 nghiêng về cho đôi Tiến và Trọng. Set 4 0-1-0 Trung Cường giao bóng.
17 và 11-7. Như vậy hai bên đã cân bằng 2 đều sau 4 set. Bây giờ là set thứ 5. Chắc là cầu này thì là bên Tiến Trọng sẽ ưu thế hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai trái, cộng hai lượt hay mà bóng rất đẹp vào đôi trung cường. Chín.
9 đều. Rất hay, cặp đôi Tiến Trọng đã thắng set 5 tỷ số 3-2. Bây giờ là trận đấu thứ 6 của trận đấu trường thứ 3 của đài Unity 151 giữa đôi Tiến Trọng và Trung Cường. Không đều. Một câu. Không hai. Hey!
trong hoàn toàn. Thank you.